Tôi xin chào anh em. Trên màn hình chúng ta đó là hai cái cơ lip anh em nhé. Cái cơ lip hai cơ của rồng lip. Và hai cái cơ này là mẫu cơ mà Vũ Tâm đã đặt riêng cho phụ kiện pizza Vũ Tâm. Hôm nay Vũ Tâm sẽ review hai cái mẫu cơ lip mới nhất của gì cho anh em chúng ta xem. Vũ Tâm sẽ lấy ra một cây trước và một để lại một cây để của hai cho anh em chúng ta thấy rõ ha. Đây là cái cơ lip trắng này của cụ rồng mới nhất nè. Rất sắc nét. Đó. Cái cơ này có trọng lượng 420 g. Có ốc có thể tăng chỉnh lên 430, 440, 450. Tùy chỉnh anh em thích cân nặng như thế nào thì chú Tâm. Nhưng tôi nghĩ là anh em quấn clip, anh em quấn 430 là quấn được rồi. À. 430 là quấn tốt rồi anh em nhé, 453, 454 chứ đừng quấn nhẹ hơn nha. Đấy. Đây là cái cơ trắng của cu rồng. Chúng ta sẽ review cái ngọn nè. Ngọn cơ đây. Răng gỗ. Ngọn dài 69. Phíp Adam, đầu R nhập xịn anh em nhé. À. Phíp Adam nè. Ngọn này là có 11 năm. Đó, đang gỗ chuẩn cho nên chúng ta chơi. Trên ngọn có hình cái logo của Vũ Tông. Cơ này gốc bảo hành 6 tháng, ngọn bảo hành 3 tháng. Nhưng nếu như mà trong hết thời gian bảo hành thì anh em biết rồi. Hết thời gian bảo hành thì Vũ Tông sẽ vẫn còn làm cho anh em miễn phí. Nếu như cái cơ anh em có gặp một vấn đề gì. Cơ clip thì Vũ Tông bán cực kỳ nhiều. Rất là chuẩn clip nên anh em đừng có ngại. Cơ là về lúc nào là hết lúc đó à. Đây là cái cơ màu đen nè. Cái cơ màu đen nè. Đó. Rất đẹp anh em nhé. Đặc biệt là cái cơ này nó khác những cái cơ khác này như thế nào. Cái cơ này ở góc nó trợ lực không cong. Tại vì trong này nó có hai lớp ở trong này. Chứ không phải là giống như cái cơ của người ta là cái giống như một cái khúc cây không anh em nhé. Khúc cây không người ta tiện lên, cơ này không có đâu. Cơ này trong này có hai khúc trong này hết, hai lớp trong này hết. Đó, có ốc tăng chỉnh ở dưới đây, đít ốc này. Táo của sao quyền ra là có ốc tăng chỉnh. Rồi. Nếu anh em mua hàng thì gọi điện trực tiếp với Vũ Tâm với số điện thoại 0945 913 999. Hoặc anh em vào Facebook cơ pizza phụ kiện pizza Vũ Tâm. Website phụ kiện pizza.com. Vũ Tâm ship hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán anh em nhé. Rất là tin tưởng. Anh em mua hàng, anh em nhớ đặt hàng là nhớ kiểm tra cơ trước khi thanh toán. Rồi Vũ Tâm xin chào, hẹn gặp lại.